Thưa quý vị và các bạn, để thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, huyện Yên Mỹ đã thực hiện cách ly F1 tại nhà và bước đầu đem lại những thuận lợi cho việc theo dõi sức khỏe và chăm sóc những đối tượng này, nhưng cũng đặt ra bài toán cho công tác kiểm soát cho chính quyền địa phương. Theo dõi, giám sát các trường hợp F1 đang cách ly tại nhà là công việc thường ngày của ông Nguyễn Ngọc An và các thành viên tổ phòng chống dịch thôn Nguyễn Xá, xã Trung Hòa trong những ngày này. Đây là căn cứ để địa phương xác định các F1 thực hiện nghiêm các quy định hay không, từ đó kịp thời có phương án xử lý. Chúng tôi đã phân công, phân nhiệm các đồng chí trong ban lãnh đạo, ban quân nhân chính, rồi tổ tự quản địa của địa phương thường xuyên hàng ngày là có kiểm tra đôn đốc ít nhất là từ 4 đến 5 lần và đã tuyên truyền vận động hàng xóm và nhân dân tham gia giám sát rất là tốt. Huyện Yên Mỹ hiện còn hơn 1.300 F1 đang thực hiện cách ly tại nhà. Các trường hợp này đều được hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng dịch, bảo đảm tách riêng khỏi các thành viên trong gia đình, tự đo thân nhiệt và phải được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ theo quy định. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, tránh tình trạng lây nhiễm trong khu dân cư, việc cách ly F1 tại nhà phải đáp ứng một số yêu cầu theo quy định của ngành y tế. Thực hiện nghiêm các cái quy định của Bộ cũng như của Sở Y tế hướng dẫn về chuyên môn. Những trường hợp mà F1 có nguy cơ thấp và có đủ điều kiện thực hiện cách ly tại nhà, đảm bảo các cái phòng riêng, nhà tắm, nhà vệ sinh riêng, các cái đồ dùng sinh hoạt riêng, chúng tôi yêu cầu thực hiện nghiêm trong việc ký cam kết thời gian thực hiện cách ly ở tại nhà. Cách ly F1 tại nhà, áp lực cho các khu cách ly tập trung được giảm bớt, nhưng gánh nặng của chính quyền cơ sở lại gia tăng trong công tác giám sát kiểm soát. Trạm y tế xét nghiệm đối với các trường hợp 3 lần, ban chỉ đạo chúng tôi thì thường xuyên phải kiểm tra, có giám sát, có những trường hợp thì chống đối thì chúng tôi phải tuyên truyền, giải thích, thậm chí chúng tôi sẽ buộc cách ly tại cơ sở tập trung của xã. Huyện Yên Mỹ đang là vùng cam, tức là vùng có mức độ dịch có nguy cơ cao, số lượng ca bệnh và các trường hợp liên quan lớn, nên việc cách ly F1 tại nhà là giải pháp hữu hiệu để giảm áp lực cho các cơ sở cách ly tập trung và nhân viên y tế. Đối với các trường hợp F1 không đủ điều kiện cách ly tại nhà, một số xã như Trung Hòa, Tân Lập, Đồng Than đã bố trí các địa điểm cách ly tại địa phương.